Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chợ ô tô số 1 Mê Linh. Thì hôm nay em lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc Hyundai Getz đẹp xuất sắc cho quý vị và các bạn. Cam kết không taxi dịch vụ. Xe là bản xuất Trung Đông các bạn nhé. Đó, thế nào là bản xuất Trung Đông thì quý vị và các bạn mở cửa ra. Đó, nghe thấy chưa ạ? Quý vị nghe thấy chưa ạ? Đó, con quang các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Khi mở ra là nó con keng các bạn nhé. Đó là bản xuất Trung Đông. Và em sẽ giới thiệu cho các bạn sự khác biệt nữa ở cái bản xuất Trung Đông này. Đó các bạn đây. Đó các bạn nhé. Tem nó dán khác các bạn nhé. Đấy, tem nó dán khác. Đó các bạn thấy chưa? Và sự khác biệt nữa đó là chúng ta quan sát bản xuất Trung Đông là nó có thêm một cái đèn lùi. À, đèn phanh ở đây các bạn nhé. Và đèn phanh ở đây vẫn có nhưng nó có thêm đèn phanh ở đây nữa. Đó là bản xuất Trung Đông. Có con thì nó có cái đèn phanh ở đây các bạn nhé. Đó, có con thì nó có đèn phanh ở đây. Như con này nó sẽ ở trên này. Đó là bản xuất Trung Đông các bạn nhé. Con này em cam kết cho các bạn là xe zin 100% các bạn nhé. Đời 2009, lăn bánh sản là đăng ký là lăn bánh 2010. Đẹp không thì quý vị và các bạn quan sát cho em này. Máy zin các bạn nhé. La răng xịt sò của xe các bạn nhé. La răng xịt. Và đặc biệt đẹp hay không thì quý vị qua bán sát cho em cái đáy gầm của nó. Và đặc biệt đây, cua lốp của xe các bạn này. Còn nguyên cua lốp tất cả này. Đó, đẹp chưa? Và đặc biệt là các bạn ba bô lê của xe. Đẹp chấm hết luôn các bạn nhé. Đó, một chiếc xe đẹp. Đó, các bạn này gầm đây các bạn nhé. Đẹp mỹ mãn luôn. Anh chị nào mà yêu cái bản xuất Trung Đông, xe đẹp chấm hết, máy lổ thì thầm, thì các bạn liên hệ cho em. Không taxi dịch vụ, không khoan đục, xe tư nhân một chủ các bạn nhé. Đẹp chấm hết cho các bạn luôn. Đó các bạn nhé. Có xe này mình mua là của một anh cán bộ các bạn nhé. Đấy, mình mua một anh cán bộ là bộ đội luôn. Đó, đẹp cực kỳ đây. Đó các bạn nhé. Đấy anh em thấy chưa, đẹp chấm hết luôn. Và đây phần bô nó đây các bạn nhé. Bô nó đây, bô gầm đây các bạn này. Đẹp chấm hết các bạn nhé. Quá đẹp, phần sàn nó đây các bạn nhé, zin 100% cho các bạn luôn. Cam kết là không có đâm bụng, không tai nạn, không gầm nước, sai biếu các bạn xe luôn. Đó, bằng văn bản luôn các bạn nhé. Và đi ít hay không thì chúng ta quan sát đây. Toàn bộ chân ga, chân số, chân côn. Và đặc biệt, đây các bạn quan sát đây. Nó zin hay không các bạn này, đẹp chấm hết, chỉ hơi có vết các bạn nhé. Đó, ngọc cũng có vết các bạn nhé. Đấy, duy nhất nó có một tí ở túi khí thôi. Đây còn mọi cái là zin hết đây các bạn nhé. Từ vành khóe vô lăng. Đó, củ số zin theo xe. Đó các bạn nhé. Đẹp chấm hết luôn. Có đầu màn cam lùi. Đó bản xuất Trung Đông. Đó. Và đặc biệt các bản này là hai đèn trần các bạn nhé. Nó 2010 rồi các bạn nhé, cho nên nó hai đèn trần. Các bạn quan sát này. Đó hai đèn trần các bạn nhé. Đó anh em thấy chưa? Cực kỳ đẹp. Đó zin 100% các bạn nhé, keo chỉ zin. Và cái zin hết các bạn nhé. Đây. Xe thì được trang bị full đồ. Lẹp chân kính. Đấy, ốp tay mở. Ve mưa. Đấy, giá lóc các bạn nhé, thanh giá lóc. Đó là xe đẹp chấm hết cho quý vị luôn. Đèn xịn theo xe các bạn nhé. Đèn xịn theo xe. Và đặc biệt chiếc xe này thì em nói với các bạn này. Các bạn nhìn đôi đèn pha này thì các bạn chán luôn các bạn nhé. Các bạn nhìn cho em phát. Đèn pha chán luôn. Đó các bạn nhé. Đèn này thì cam kết cho các bạn là đèn xịn. Đấy. Đèn pha đây các bạn nhé. Chán luôn các bạn ạ. Mới đét. Cực mới luôn. Xe đi cực ít cho nên được đôi đèn pha nó mới như này các bạn nhé. Đó. Đèn gầm nó đây các bạn nhé, đèn gầm sáng choang. Đó các bạn nhé. Anh em nào mà yêu thích cái dòng này, đặc biệt xe đẹp thì các bạn đi lại xem. Đúng 2010 là biển 29A các bạn nhé. Xe không dịch vụ, xe gia đình. Các bạn lưu ý như vậy. Toàn bộ xe đã được lên là dán kính 3M hết các bạn nhé. Toàn bộ xe đã được dán kính hết các bạn này. Đó, đẹp chấm hết luôn anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích những cái dòng này thì các bạn mua về chỉ sẵn đi. Và đây, dán trên cả phim trên này dán hết các bạn nhé. Đấy, 4 kính dán hết đây các bạn này. Đó, đẹp chấm hết luôn. Đó. Và bây giờ thì em sẽ quay tổng thể chi tiết xung quanh. Rồi sau đó em sẽ quay keo chỉ, nội thất, ngoại thất, máy số để cho các bạn kiểm tra, chiêm ngưỡng một chiếc xe Hyundai Getz mà đẹp tuyệt trần như chiếc này, có 102 cho khách hàng. Và đặc biệt là cái bản này là bản xuất Trung Đông các bạn nhé. Nó rất là hiếm. Đó, anh em nào mà quan tâm chiếc này. Cái chiếc bản xuất Trung Đông này nó nặng hơn so với cơ sở những chiếc xe khác độ 20 kg. Và khung gầm của xe nó được thiết kế lại chắc chắn hơn các bạn nhé. Đấy, kính zin của nó các bạn nhé. Kính zin của nó hết. Đăng kiểm là hết tháng 7 này. Là hết đăng kiểm các bạn nhé.
Đó, rất tuyệt vời, không dịch vụ một chút nào. Đó, các bạn quan sát này, không dịch vụ thì chúng ta nhìn cái tablo, tabli, đấy, tay mở của xe, nhôm nhựa zin hết của nó các bạn nhé. Đây, không taxi dịch vụ một ngày, các bạn nhìn nó không khoan đục, không có vết một tí nào cả các bạn nhé. Nếu anh chị nào mà kỹ tính chơi chiếc này thì không còn gì để phải diễn tả cả các bạn nhé. Em nói là không còn gì để diễn tả, bởi chiếc xe này rất là hiếm và rất là đẹp các bạn ạ. Nó đẹp 100% luôn cho khách hàng. Và cái xin giới thiệu các bạn là chiếc xe này là cái cửa tiền bên em đang bán cho quý vị là các bạn là 155 triệu anh em nhé. 155 triệu. Anh em nào mà yêu thích cái xe đẹp cũng như chất lượng và tốt ở cái phần cú kết thì các bạn liên hệ ngay để sở hữu xe, một chiếc xe đẹp và giá thành rất là tốt cho quý khách hàng. Quý khách hàng nào mà yêu thích những cái dòng Hyundai Getz này thì các bạn liên hệ ngay để sở hữu xe, một chiếc xe bên em là tuyển về bao zin, bao chất cho quý vị và các bạn từ trong ra ngoài các bạn nhé. Các bạn lưu ý là từ trong ra ngoài, em bao chất bao zin cho các bạn luôn. Đó, bản xuất Trung Đông. Đó các bạn nhé. Zin 100% từ đèn. Đó các bạn này. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bạn đến keo chỉ của xe. Đấy các bạn nhé. Cam kết là không đâm đụng, không tai nạn, keo chỉ zin, không khoan đục. Đó, đẹp chưa các bạn? Đồ nhựa tươi rói rói các bạn nhé. Đẹp chấm hết luôn. Đấy, mọi cái này rất là đẹp đây các bạn nhé. Đó, và bây giờ em sẽ mở ra để cho các bạn chiêm ngưỡng. Bản xuất Trung Đông khi mở cửa bao giờ là nó kêu kính cong, kính cong, kính cong. Đó là đặc cái đặc trưng của cái mẫu xe này các bạn nhé. Đó đây các bạn này, zin toàn tập cho các bạn này. Đó các bạn nhé. Đó, mọi cái chức năng của xe nó còn rất là sáng và rõ các bạn nhé. Đó, rất rõ, chưa phải sơn một tí nào những cái đồ này các bạn nhé. Zin đẹp hết các bạn này, đồ tabi nhựa này. Đó các bạn này, tất cả xe thì các bạn yên tâm là đẹp tuyệt vời. Đấy, ghế nội thất các thứ xe cực kỳ sang và đẹp. Đấy các bạn nhé. Và cái chiếc này thì các bạn này, trần cực kỳ đẹp. Đấy, trần nỉ và bản này bản hai đèn trần các bạn nhé. Hai đèn trần vẫn sáng như bình thường. Đấy, em sẽ bật lên cho các bạn. Em bật sang là chế độ tóc này. Đấy các bạn nhé. Đấy, chiếc này khả năng là nó mất chiếc này khả năng cháy bóng rồi các bạn ạ. Đấy, để em khắc phục sau các bạn nhé. Đấy, từ nội thất của xe thì các bạn nhìn đây, khá là đẹp luôn. Đấy, ghế rất là đẹp các bạn nhé. Không phải làm gì hay động bất cứ cái gì, các bạn mua về chỉ sẵn sử dụng thôi. Đó, một chiếc xe rất ok. Keo chỉ thì zin 100% cho anh chị và các bạn. Các bạn yên tâm là zin 100% luôn các bạn nhé. Đó, zin 100%. Đó, vô lăng phủ số cực kỳ đẹp. Đấy, nãy em đã giới thiệu sơ lược rồi các bạn nhé. Đấy, bản túi khí phanh ABS ở đây, túi khí đây các bạn nhé. Đây, túi khí đây, tiền lỗ đây. Đó các bạn nhé. Đó, và con này chạy hơn chục vạn thôi các bạn nhé. Củ số zin các bạn này. Đó, mọi cái đây các bạn này, cái chỗ này lên xuống của nó còn chưa bị mờ các bạn nhé, chưa bị mờ bạc. Đó, nó còn đẹp như thế các bạn này. Đó đây các bạn này, đẹp cực kỳ luôn các bạn nhé. Con đầu này thì xin giới thiệu các bạn này, đầu nó đọc thẻ nhớ USB đĩa các kiểu các bạn nhé. Đấy, GPS dẫn đường cũng có các bạn nhé. Đây em sẽ mở cho các bạn là GPS này. Đây. Con này nó có cả GPS dẫn đường hết các bạn ạ. Đấy. Các bạn nhé. Đó. GPS dẫn đường, định vị rồi các kiểu các bạn nhé. Khóa khiển theo xe. Đó các bạn này, khóa khiển theo xe. Đấy, xe không khoan đục, không dịch vụ. Các bạn lưu ý rồi đấy. Các bạn lưu ý là xe không có dịch vụ, không khoan đục các bạn nhé. Đồ nhựa tươi, đẹp cực kỳ luôn các bạn nhé. Tươi cực kỳ và đẹp đây các bạn nhé. Đấy, khi mở cửa mở báo đèn đằng sau đấy các bạn nhé. Còn zin hết, kính ca kính cong các bạn này. Ổ khóa bản lề thì các bạn quan sát này, zin toàn tập cho quý vị và các bạn. Đấy, một chiếc xe đẹp như này thực sự là rất khó tìm các bạn nhé. Đấy, anh chị nào mà yêu thích cái dòng này thì các bạn liên hệ ngay cho em, chỉ có 155 triệu các bạn nhé. Hàng hiếm đấy các bạn ạ, con này hàng hiếm đấy. Anh chị nào mà yêu thích dòng này thì các bạn liên hệ cho em. Và Getz thì xin thông báo với khách hàng là em có 3 con Getz các bạn nhé. Một con màu xanh tím đang dọn và một con màu xanh ngọc. Đấy, em đã lên video rồi các bạn nhé. Thì đợt này cho quý vị và các bạn lựa chọn. Và đặc biệt thì em xin thông báo với bạn là con này thì một dàn lốp là một dàn lốp mới các bạn nhé. Một dàn lốp, lốp cực kỳ mới các bạn. Lốp Hancock là quản lốp tốt nhất của Hàn Quốc này, quản lốp Hancock này. Đây, lốp Hancock các bạn nhé. Cực kỳ tốt luôn các bạn nhé. Lốp Hancock nó tốt. Đó, lốp zin theo xe. Đấy các bạn này. Đây, cái đát của nó là đát năm 2021 các bạn nhé. Mới thay năm 21 các bạn này.
lốp 165/65R14 là lốp đúng của gate các bạn nhé. Đây phần gầm của đây đẹp chấm hết luôn các bạn nhé. Đấy các bạn này đẹp chấm hết luôn. Đặc biệt là cái cua lốp của xe còn zin. Những chiếc xe mà còn cua lốp này không phải là nhiều đâu các bạn ạ. Đây các bạn xem đèn nó đây, đèn zin tuyệt đối các bạn nhé. Đấy, đèn nó zin hết này. Đó các bạn này. Đây, mọi cái zin hết các bạn nhé. Đó, anh em nào mà yêu thích cái dòng này thì các bạn liên hệ này. Đấy, đồ của xe thì full đồ các bạn nhé. Full đồ, lỉ của xe, sàn xe. Đấy, sàn xe cực kỳ đẹp đây các bạn nhé. Đấy, đây đồ xe đây, đủ hết các bạn nhé. Đấy, dòng này thì đây, đèn cốp của xe vẫn còn nguyên bản đây, sáng hết các bạn nhé. Đẹp thế này cơ mà các bạn. Đấy, anh em nào mà yêu thích xe không taxi dịch vụ nhá, xe gia đình đẹp thì các bạn liên hệ cho em. Đấy, giá đồ đây. Đấy các bạn nhá, đẹp chấm hết luôn. Đấy, anh em nào quan tâm thì liên hệ em nhá. Zin 100% keo chỉ các bạn nhá, không mất một phần nào cả. Đấy. Đúng đời đúng biển, 29A là 2010 các bạn nhá. Đấy, nó thêm một đèn phanh đây các bạn nhá, thêm một đèn phanh trên cao đây. Ghét bình thường có một đèn phanh này thôi các bạn nhé. Và ghét con này là nó có thêm một đèn phanh trên cao đây nữa rồi. Đó. Đây các bạn quan sát này, cánh bên này này, đồ nhựa này, đẹp chấm hết luôn các bạn này. Đấy. Không taxi dịch vụ, không khoan đục, nhìn đồ nó rất là tươi và đẹp. Keo chỉ zin 100% các bạn nhé. Đấy, zin 100% luôn anh em này. Đó. Đấy các bạn này. Cam kết cho các bạn là cột keo zin, không mất một phân keo chỉ nào. Đó là điều chắc chắn luôn các bạn nhé. Sai em tặng các bạn một chiếc xe này luôn. Đó. Đẹp chấm hết luôn, toàn bộ xe đã được dán phim 3M hết rồi. Đấy các bạn này. Máy nổ êm đét các bạn này. Đó các anh em nhé. Đấy, cột keo keo chỉ thì zin 100% rồi. Em không phải trình bày nhiều đâu các bạn ạ. Đây, em chỉ giới thiệu sơ cho các bạn là xem qua thôi. Nó zin đây các bạn nhé. Mùi nó mới tinh đây các bạn này. Đình đố nó mới tinh các bạn này. Đó, xe phải đẹp như thế các bạn ạ. Bên em tuyển xe kỹ lắm các bạn ạ, cho nên là các bạn đừng bì về giá các bạn nhé. Những các bạn mua xe bên em đừng bì về giá, nếu các bạn mua về giá thì các bạn mua những chiếc xe nhè không sẽ không vào việc được bên em đâu. Các bạn lên bỏ ra một số tiền nó khá hơn bên kia một hai chục triệu thì các bạn sẽ mua được chiếc xe xứng đáng các bạn nhé. Các bạn sẽ mua được xứng đáng, những chiếc xe đẹp xứng đáng. Còn các bạn mà bì về giá thì nó sẽ khó vào việc. Và bây giờ em sẽ kiểm tra cho các bạn đến phần máy cũng như nội thất của xe. Và đây thì em sẽ kiểm tra nội thất của xe này các bạn này. Đây kiểm tra xem là hệ thống lùi các bạn nhé. Đấy hệ thống lùi đây các bạn này. Quá ok luôn. Đấy các bạn nhé. Đấy rất ok. Đó. Rồi. Đồng hồ giờ vẫn đủ hết các bạn nhé. Vẫn sáng đủ hết này. Và đây gương kính điện đây. Kính tự động các bạn nhé. Kính một chạm. Chạm các bạn này. Đấy. Đấy các bạn nhé. Đó, một chiếc xe rất tuyệt vời luôn. Đó. Và bây giờ thì em sẽ kiểm tra cho các bạn đến phần máy rồi các thứ. Đây, gương kính chỉ điện thì mọi cái chuẩn hết các bạn nhé. Đấy. Không cái nào không cả. Đó. Và đây thì bản xuất Trung Đông thì các bạn lưu ý là bản xuất Trung Đông là nó có chế độ chỉnh sáng tối đèn đây các bạn nhé, ở cấp độ 1, cấp độ 2. Đấy, cấp độ sáng nhất là cấp độ 3 các bạn nhé. Đây, nó ở đây. Đấy các bạn này, là sáng nhất đây. Đấy, tối hơn này. Đấy các bạn nhé. Đó các bạn này. Là bản xuất Trung Đông. Và bản xuất Trung Đông thì bao giờ cái cửa này không thì là nó nhấp nháy này các bạn nhé. Đó. Và đây thì em sẽ kiểm tra cho các bạn đến phần máy số. Máy con này thì bao zin cho quý vị luôn. Con này nó đẹp thực sự các bạn ạ. Và hàng hiếm các bạn nhé. Đấy bạn nào mà yêu thích chơi ghét mà kiếm bản xuất Trung Đông này là hơi bị khó các bạn ạ. Đây các bạn nhìn cho em đèn này. Còn đẹp như này hơi khó luôn các bạn nhé. Đó. Các bạn thấy chưa? Xe đẹp chấm hết luôn. Đó các bạn này. Đây. Keo chỉ zin 100% các bạn nhé. Đây các bạn này. Đấy. Đẹp không?
các bạn. Đấy các bạn này, nhìn hết các bạn này. Đấy các bạn này. Đấy, đẹp nữa các bạn này, cục tiêu âm của nó này. Cục tiêu âm ở chân máy này còn nguyên đây các bạn nhé. Đó, các bạn thấy xe đẹp không ạ? Đấy, nếu các bạn nào thấy nó đẹp thì cho em một like các bạn nhé. Đấy, các bạn quạt này. Quạt zin của nó này. Đấy các bạn này. Đấy, quạt gió chạy rồi các bạn nhé. Dòng này nóng 80 độ là quạt nó chạy. Đấy các bạn này. Và các bạn xem xe thì nhớ lưu ý là không phải quạt lúc nào nó cũng chạy đâu các bạn nhé. 80 độ nó chạy và quạt nó chạy có hai cấp độ các bạn nhé, cấp độ vừa và cấp độ mạnh. Đấy các bạn này. Đấy, cực kỳ ngon đây. Đấy. Máy đây, các bạn này. Máy nổ im thít thít các bạn này. Và đây thì em sẽ ga thử để cho các bạn này. Máy đây. Máy cực kỳ ngon các bạn nhé. Máy nổ êm đét đét. Đây, nó sẽ thử cho máy. Đấy, máy đây các bạn này. Giờ đây, gọi là máy rất là ngon luôn các bạn nhé. Đấy, anh em nào mà yêu thích cái dòng này, chất lượng thì các bạn liên hệ em để sở hữu xe. Một chiếc xe rất là chất ở cái phân khúc là số sàn, ghế như chiếc này. Anh chị nào mà quan tâm chiếc này thì nhớ liên hệ với em để sở hữu một chiếc xe đẹp. Và một lần nữa có lẽ em sẽ khép lại video mẫu Hyundai Ghế bên em cho quý vị và các bạn. Bạn nào yêu thích thì em có 3 mẫu ghế các bạn nhé. Từ số sàn là em có 3 mẫu xanh ngọc và xanh tím cũng như là bạc là em có 3 mẫu các bạn ạ. Bạn nào yêu thích thì liên hệ cho em để sở hữu xe. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.